Hello mọi người, mình đã quay lại rồi đây. Mình tình cờ thấy các list gồm các thói quen buổi sáng mà tỷ phú làm sau khi ngủ dậy để có một ngày hiệu quả. Và có người đã làm theo và kiếm được 3.000 đô. Nên hôm nay mình quyết định thức dậy lúc 5 giờ sáng và làm theo các thói quen buổi sáng này để xem nó có khác gì bình thường không nha. Việc đầu tiên ngủ dậy là nhớ lại giấc mơ, không biết để chi luôn. Sau đó là xếp giường, miệng mình coi clip chắc tự hào mình lắm. Tiếp theo là mình rót nước vô cái ly này và uống thôi. Chưa có cái gì khó hết trơn. Sau đó, mình sẽ phải ngồi thiền 20 phút. Mọi người đừng có mà ngồi thiền giống mình nha. Tập thể dục thôi, tập thể dục thôi. Mình đẹp. Học và ba việc linh tinh. Thì mình viết ở đây là hôm nay mình sẽ học giải ba môn là ôn luyện môn sinh, học môn stat và ôn lại macro. Giờ mình sẽ viết ba công việc linh tinh. Thì hôm nay mình muốn làm gì ta? Thứ nhất là mình sẽ cắt tóc. Không biết nữa, có thể tối nay mình sẽ nhờ mẹ mình cắt tóc do tóc mình hơi dài. Góc lạc đề, tối đó mình đã nhờ mẹ mình cắt lên một xíu thôi. Và đây là thành quả. Cuộc sống đo lường trước điều gì? Thứ hai là mình sẽ cố gắng làm bài xong sớm. Cố gắng làm bài xong để mình đi chơi hoặc là xem phim. Mình hơi lười đi ra ngoài nên mình nghĩ mình sẽ xem phim. Nói chung là để xem. Còn cái cuối là mình sẽ dọn bàn học của mình. Giờ mình sẽ đi kiếm quyển sách để đọc. Đây là cái quyển mà mình đang đọc giữa chừng. Mình sẽ đọc tiếp. Việc cuối cùng là mình sẽ đi làm sinh tố. Người ta nói là nên dùng sinh tố dâu hay là lá. Nói gì vậy trời? Rau chân vịt với lại dâu, nhưng mà hiện giờ mình hết rồi. Nên mình sẽ làm sinh tố dưa hấu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Mình sẽ uống sữa hạt nhưng mà vị trà xanh mọi người ơi. Có hổm ta. Mm.
Đáng lý là giờ mình sẽ phải uống trà, nhưng mà do nhà mình không có uống trà nên mình sẽ uống chanh mật ong như bình thường. Sau khi mà mình hoàn thành hết mấy cái thói quen buổi sáng đó thì mình sẽ bắt đầu một ngày của mình như bình thường. Thì mình sẽ bắt đầu học bài nha. Cố lên. Hôm nay mình lại ăn bánh ứ. Là có thêm cái này. Đây là lườn ngỗng. Nhưng lại không muốn uống cà phê in. Sao vậy?